rất vui, rất được gặp lại các bạn trong một video hỏi đáp. Bạn có biết làm thế nào mà người ta có thể nối những sợi cáp quang biển bị cá mập cắn? À mà, có thật là cá mập rất hay táp cáp hay không? Hay có phải là làm đá bằng nước đun sôi thì đá sẽ trong hơn? Chào mừng đến với Bạn hỏi vì phải trả lời, phần song thất. Một bạn giấu tên muốn biết cách mà người ta nối một đoạn cáp bị đứt. Vì bạn đăng bài trong lúc mà ba tuyến cáp quang biển đi quốc tế bị đứt, thế nên VFX đoán là bạn đang muốn hỏi cách mà người ta nối những sợi cáp quang biển. Cáp quang biển chính là những sợi dây thần kinh của thế giới hiện đại. Chúng truyền tải thông tin đi xuyên đại dương với tốc độ khoảng 2/3 vận tốc ánh sáng. Tính đến tháng 6 năm 2024, thế giới có trên 600 tuyến cáp quang biển với tổng chiều dài hơn 1,4 triệu km. Nó đủ để nối từ trái đất đến mặt trăng rồi vòng về 2 lần. Trung bình một sợi cáp quang ngầm biển sâu có đường kính khoảng 2,5 cm và nặng khoảng 1,4 tấn mỗi kg. Như vậy, tổng số cáp quang biển trên hành tinh ước tính nặng khoảng gần 2 triệu tấn, tương đương với 1/3 chiếc đại kim tự tháp Giza, để cho bạn dễ hình dung. Riêng tại những đoạn nước nông gần bờ, người ta lại dùng các loại cáp lớn và nặng hơn, đường kính lên tới 6 cm. Trong số 2 sợi cáp do bạn cung cấp thì lại chả có sợi nào là cáp quang biển mới đau. Sợi bên dưới gồm hàng trăm sợi dây điện nhỏ li ti là cáp điện thoại dùng để truyền dữ liệu viễn thông trên cát. Sợi bên trên với nhiều lõi đồng là cáp điện ngầm, nó dùng để truyền tải điện xuyên biển, sông hoặc hồ và có kích thước rất lớn, đường kính thường từ 7 cho đến 30 cm, tức là gấp rưỡi một bàn tay người lớn. Trong khi đó, cáp quang ngầm dùng để truyền dữ liệu số bao gồm tín hiệu điện thoại và internet thì có cấu tạo như là bạn đang nhìn thấy. Phần lớn đường kính của một sợi cáp quang biển là các lớp vỏ bọc chống nước và chống đứt, lớp vỏ đồng dẫn điện cho các bộ lọc quang học phóng đại tín hiệu, hạn chế sự suy giảm tín hiệu trên đường truyền. Từ cách 50 km lại có một bộ lọc như vậy, chỉ có phần lõi rất nhỏ nằm trong cùng được bảo vệ kỹ lưỡng là một bó sợi quang. Dữ liệu hình ảnh và âm thanh trong video bạn đang xem chính là được truyền xuyên đại dương bởi cái bó sợi quang bé bé đó đó. Oh my god! Wow! Trái với những lan truyền trên internet, nguyên nhân chính gây ra đứt cáp quang và internet trở nên lắc lòi thì lại không phải là do cá mập cắn. Trên thực tế, thủ phạm lại thường là con người. Đang đọc cái gì? Khi mà ngư dân kéo lưới sát đáy biển để đánh cá, hoặc khi mà tàu thả neo tại những vùng nước nông, lưới và mỏ neo có thể dễ dàng kéo đứt cáp. Tại những vùng biển sâu, thủ phạm phá cáp là một bà mẹ, mẹ thiên nhiên. Trong một trận động đất, đáy biển dịch chuyển có thể kéo đứt cáp biển dễ như một sợi bún. Oh my god! À thì đúng là cá mập cũng góp phần gây ra các sự kiện đứt gãy truyền thông. Theo thống kê, từ năm 1901 đến năm 1957, các loài cá, trong đó có cá mập, đã cạp ít nhất 28 sợi cáp biển, thời đó chủ yếu là cáp điện báo. Như vậy, trung bình, họ hàng nhà cá 2 năm mới cạp một sợi cáp. Trong khi đó, mỗi năm, thế giới có trên 100 vụ đứt cáp biển các loại. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bảo vệ Cáp ngầm Quốc tế, cá mập đã không cạp bất kỳ sợi cáp nào từ năm 2007 đến năm 2014. Kể ra mấy con cá mập đúng tội anh chị em ạ. Xưa thì mang tiếng ác, hung thần ăn thịt người. Không có đâu. Nay thì mang thêm cả tiếng đớp cáp nó mới đau. Về mặt kỹ thuật, việc sửa chữa cáp quang ngầm không đặc biệt khó khăn, chỉ là nó rất tốn kém, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Để nối một sợi cáp đứt có thể mất tới 3 tuần, tiêu tốn tới 3 triệu đô la. Để sửa cáp thì phải biết nó bị hư hoặc đứt chỗ nào. Cáp hỏng thì không nhất thiết là phải đứt hoàn toàn. Khi mà lớp vỏ bọc cách điện bị rách và lớp vỏ đồng mang điện tiếp xúc với nước biển, các bộ lọc quang học sẽ bị hỏng. Tín hiệu quang học không được khuếch đại sẽ suy yếu dần, hệ quả là tốc độ internet sẽ ngày càng rùa bò. Khi này, người ta sẽ gửi một xung điện xác định đến đầu bên kia của sợi cáp, dựa vào sự sụt giảm điện áp để xác định vị trí bị hư hỏng. Trong trường hợp sợi cáp đứt hoàn toàn, người ta sẽ bắn một tín hiệu quang học vào sợi quang từ một đầu. Vì sợi quang đã bị đứt nên ánh sáng đi đến vị trí đứt sẽ phản xạ ngược trở về vị trí ban đầu. Người ta dùng phản xạ kế reflectometer để tính ra khoảng cách từ nguồn phát đến chỗ đứt.
Sau khi định vị được vị trí hư hỏng, người ta sẽ gửi tàu sửa cáp chuyển dụng. Tùy vào độ sâu và điều kiện mà người ta có thể thả robot hoặc móc xuống đáy biển để lôi sợi cáp lên. Trên tàu, phần cáp hư hỏng sẽ được cắt ra, các đầu được làm sạch. Một đoạn cáp mới sẽ được nối lại để kết nối hai đầu bị đứt. Để nối các sợi quang của cáp ngầm, người ta sử dụng phương pháp nối nóng chảy, fusion splicing. Cáp quang thường là một lõi thủy tinh siêu tinh khiết bọc nhựa. Một máy nối sẽ căn chỉnh các đầu, sau đó làm nóng chảy và nối hai đầu lại với nhau. Mối nối sẽ được kiểm tra để đảm bảo chất lượng tín hiệu, sau đó sẽ được bịt kín, chống thấm và thả lại xuống đáy biển. Và đó, về cơ bản là cách mà người ta sửa cáp quang biển. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 sai, combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k, dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao, combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Bạn Thọ Dương muốn biết, có phải là đá làm từ nước đã đun sôi sẽ trong hơn so với đá làm từ nước chưa đun sôi hay không? Để biết nước đun sôi có làm ra đá trong hơn hay không, bạn chỉ cần nhìn vào bản chất của cục đá. Một cục đá bị đục là do bên trong nó có nhiều tạp chất, khoáng chất và bọt khí đóng băng bên trong các tinh thể băng rất nhỏ. Các tạp chất và tinh thể nhỏ này sẽ tạo ra nhiều bề mặt bên trong cục đá. Ánh sáng khi truyền vào bên trong cục đá sẽ đập vào các bề mặt này và phân tán ngẫu nhiên theo nhiều hướng. Đây được gọi là tán xạ. Và vì ánh sáng không thể xuyên thẳng qua, thế nên cục đá trông có vẻ đục. Ở Việt Nam thì không có những hồ nước đóng băng vào mùa đông. Thế nhưng nếu như bạn xem YouTube đủ lâu, bạn sẽ bắt gặp những hồ nước đóng băng trong suốt, đến mức bạn có thể nhìn thấy những con cá ở bên dưới. Ảo thật đấy. Chắc chắn là không có ai mang nước hồ đi đun sôi rồi. Vậy thì tại sao băng trên mặt hồ lại vẫn trong veo? Bí quyết nằm ở cách mà nước đóng băng. Khi mà nước trong hồ đóng băng, nó đông đặc từ trên xuống dưới một cách chậm rãi. Nó không thể đóng băng từ dưới lên hay là theo phân ngang, bởi vì những mặt đó bị bao quanh bởi đất liền và ấm áp hơn. Khi mà nước đóng băng từ trên xuống, 99% tạp chất lẫn trong nước sẽ bị đẩy xuống đáy hồ, để lại một lớp băng tinh khiết ở phía trên. Nghe có vẻ xạo xạo, thế nhưng bạn để ý mà xem, nếu như bạn tự làm đá bằng tủ lạnh, nước sẽ đóng băng từ tất cả mọi phía. Vì tạp chất và bọt khí bị đẩy vào trong, thế nên phần bên ngoài của cục đá thường sẽ trong hơn, còn ở giữa sẽ bị đục. Wow, đúng không? Wow. Như vậy, có thể thấy rằng độ trong của đá không phụ thuộc vào việc bạn có đun sôi nước hay không, cũng không phụ thuộc vào nguồn nước. Theo logic thì đun sôi nước và sử dụng những loại nước ít tạp chất như là nước cất hoặc là nước từ máy lọc thì sẽ loại bỏ được hầu hết tạp chất. Nhưng miễn là nó vẫn đóng băng từ mọi phía và đóng băng nhanh chóng, các bóng khí vẫn hình thành và cục đá vẫn sẽ không trong suốt. Nó sẽ không đục, thế nhưng chắc chắn là sẽ không trong mắt. Mấu chốt để tạo ra những cục đá trong suốt đó là phải làm thế nào để nước đóng băng từ trên xuống dưới và đóng băng rất chậm, giống như một hồ nước trong tự nhiên vậy. Con người đã sao chép kỹ thuật này và gọi nó là đóng băng định hướng, directional freezing. Cách dễ nhất để bạn tự làm những cục đá trong vắt đó là mua những chiếc khuôn làm đá trong, clear ice mold. Chúng được thiết kế với thành và đáy dày để cách nhiệt, mô phỏng mặt đất xung quanh một con hồ. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể kiếm một chiếc thùng xốp hoặc thùng giữ nhiệt, đổ đầy nước, mở nắp và bỏ nó vào ngăn đông tủ lạnh. Vì bốn xung quanh và đáy thùng được cách nhiệt, nước không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đóng băng từ trên xuống một cách chậm rãi, trong lúc tạp chất và bọt khí bị đẩy hết xuống đáy. Sau vài ngày, bạn sẽ có một cục đá với phần trên trong suốt và phần dưới mờ đục. Hoặc là bạn có thể lấy cục đá ra trước khi mà phần bên dưới kịp đông lại, giống như là anh chàng trong video này. Chúc anh chị em thành công. Có đá trong veo rồi thì nhớ quay lại thả cho vị phách một like nha. Anh chị em còn muốn bổ sung gì không? Mời comment bên dưới. Như mọi khi, nhớ like video, ủng hộ chúng tớ, hỏi thật mặn để lên TV. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để chúng ta không lạc mất nhau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.